Xin chào tất cả mọi người yêu mến đến Sư Minh Tuệ. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu 13 hạnh đầu đà mà Sư Minh Tuệ đang tu tập. 13 hạnh đầu đà như thế nào và tu tập ra sao, nếu thành đạt chứng của như thế nào, chúng ta cùng tìm hiểu 13 hạnh đầu đà nhé. Thứ tự 13 hạnh đầu đà như sau. Một là mặc y phấn tạo. Hai là ăn mặc ba y. Ba là thọ thực một bữa trước giờ ngọ. Bốn là phải đi khất thực từng nhà một. Năm là không tài sản, không tiền bạc. Sáu là sống độc cư, ở ẩn một mình. Bảy là ngồi ăn một lần. Tám là ăn trong bình bát. Chín là sống độc cư. Mười là nghỉ ngủ nơi nghĩa địa. 11. Nghỉ ở gốc cây. 12. Sống ngoài trời, không cố định. 13. Không nằm mà phải ngồi ngủ. Sau đây chúng ta đi vào từng phần cụ thể nhé. Một là y phấn tạo. Y phấn tạo được rác vào từng bánh vải vụn, nhặt từ nơi nghĩa địa, hố rác hay ven đường. Sau đó giặt sạch vá lại thành y. Vị hành giả đang tu tập hạnh này không nhận bất cứ y, áo nào do các thí chủ bố thí. Tóm lại, y phấn tạo tự nhặt và tự may vá, tốt nhất là nhặt từ nghĩa địa. Hai là, chỉ có ba y, mỗi vị tu sĩ tu hạnh đầu đà duy nhất chỉ một bộ ba y. Bộ ba y gồm thượng y, trung y và hạ y. Tu sĩ dùng bộ ba y cho đến khi mục rách, không thể vá được, mới được quyền thay y mới. Ba là, thọ thực một bữa, mỗi tu sĩ chỉ ăn một bữa trước giờ ngọ, trong ngày chỉ một lần ăn, ngoài ra không được ăn bất cứ thứ gì sau bữa ăn đó. Chỉ được nước uống là duy nhất. Ngoài nước uống được uống hàng ngày, quá trình tìm kiếm thức ăn và nước uống thế nào, chúng ta tiếp tục vào phần 4 là phần khất thực nhé. 4. Khất thực. Người tu sĩ tu theo hạnh đầu đà, buộc khất thực để ăn, chính xác hơn là xin ăn từng nhà một theo khu vực mà tu sĩ khất thực. Quá trình nhận khất thực, chỉ nhận vừa đủ thức ăn, không nhận dư thừa để lại ngày hôm sau. Ăn vừa đủ nhằm nuôi sống bản thân để tu tập, khi đi khất thực không phân biệt, gia chủ giàu sang hay nghèo hèn, không đến nơi có đồ ăn ngon mà khất thực. Mục đích của khất thực là tu sĩ gieo duyên từng nhà, nhằm tạo phước đức cho gia chủ tập bố thí, để họ hưởng được phước sau này. Hạnh đầu đà buộc các tu sĩ phải đi gieo duyên như vậy, mới xứng danh là hạnh đầu đà. Để tìm hiểu hạnh đầu đà của người tu sĩ như thế nào, chúng ta tiếp tục vào phần 5. Phần 5. Không tài sản. Người tu sĩ tu hạnh đầu đà trên người, không có thứ tài sản gì hết. Ngoài ba y một bát. Trong kinh Phật có dạy rằng, hạnh này còn có tên gọi là tam y, nhất bát. Y là dùng để che thân, bát dùng để đựng thức ăn, và người tu sĩ phải ăn trong bát đó. Tóm lại ngoài hai thứ trên, người tu sĩ không có gì cả. Kế tiếp là phần 6. Hạnh này không kém phần na dài. Phần 6, độc cư. Người tu sĩ sống theo hạnh này, ta gọi là đơn, thương, độc, mã. Bất cứ đi đâu và ở đâu, chỉ ở một mình, không theo chùa chiền hay am cốc nào cả. Xem vũ trụ là nhà, nay đây, mai đó, nhằm để hóa duyên chúng sanh. Ngoại trừ khi có đệ tử, được quyền đi chung, ở chung, và giáo huấn cho vị tu sĩ này hiểu hết về các pháp tu hạnh đầu đà, rồi mai sau cũng phải chia xa mỗi người, mỗi hướng. Hạnh thứ 6 là vậy, còn hạnh thứ 7 ra sao, người tu sĩ phải thực hiện như thế nào, chúng ta tiếp tục tìm hiểu. Phần 7 hay ta gọi là hạnh thứ 7, ngồi, ăn, một lần. Đặc biệt hạnh này, người tu sĩ phải ăn một lần trong ngày, chỉ một lần trong ngày trước giờ ngọ. Khi ăn đã đứng lên rồi, là không được quyền ăn nữa. Giả sử trong lúc đang ăn, dưới, tán cây hay hốc đá, có con vật nào đó bất chợt lao vào, người tu sĩ giật mình đứng dậy, có nghĩa là buổi ăn đó không được quyền ăn nữa. Ở hạnh này là vậy, chỉ một lần ăn trong lúc ngồi. Hạnh thứ 8, ăn, trong bình bát. Khi hành khất về, người tu sĩ phải đổ thức ăn vào trong bình bát, sau đó tiến hành thọ thực, luôn cả nước uống cũng vậy, vẫn dùng trong bình bát. Hạnh thứ 9, sống độc cư trong rừng. Người tu sĩ trong khi bộ hành hay đi hóa duyên về được quyền nghỉ dưỡng sức trong
dừng hoặc qua đêm để ngồi thiền và tu tập. Hạnh thứ 10, ngủ ở nghĩa địa. Hạnh này thực hiện như hạnh thứ 9, chỉ khác nhau nơi ở. Hạnh thứ 11, ngủ ở gốc cây. Nghĩ và thiền định như hạnh thứ 9. Hạnh thứ 12, ngủ ngoài trời. Hạnh này cho biết người tu sĩ, tùy duyên mà nghĩ, không nhất thiết phải nghĩ một chỗ. Nhiều lúc hóa duyên người tu sĩ, sức khỏe không ổn định, có thể gặp đâu nghĩ đó như nhà hoang, đống rơm hay bóng mát. Hạnh 12 này còn có tên gọi là hạnh tùy duyên mà nghĩ. Tiếp đến là hạnh cuối cùng. Hạnh thứ 13, ngồi ngủ. Hạnh này là hạnh khó nhất trong các hạnh, người tu sĩ không được nằm mà là phải ngồi để ngủ, gốc cây, hốc đá hay nghĩa địa tịnh nghĩ qua đêm. 13 hạnh đầu đà này là pháp tu, khổ hạnh nhất trong 84 vạn pháp tu. Tu 13 hạnh đầu đà chứng của được những gì? Chúng ta tìm hiểu clip sau nhé. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại những người yêu mến sư Minh Tuệ. Video có nhiều thiếu sót, mong mọi người bỏ qua. Hết.